cá mập hổ cát ăn thịt anh em ngay từ khi còn trong trứng. Trong mùa giao phối, một con cá mập hổ cát cái sẽ quan hệ với rất nhiều con đực trong thời gian khoảng 1 năm. Chính vì vậy, những quả trứng cũng sẽ được thụ thai trong những thời điểm khác nhau trong năm. Khi quả trứng đầu tiên được thụ thai, nó sẽ phát triển thành những cá thể cá mập hổ cát con dài từ 7 đến 10 cm. Những con đầu tiên sẽ tìm kiếm và ăn thịt bất cứ người anh em nào mà nó nhìn thấy, cho đến khi nó trở thành con cá mập duy nhất còn tồn tại trong khoang tử cung của nó. Vì vậy, thay vì đẻ ra vài chục con cá mập con yếu ớt, cá mập hổ cát mẹ đẻ ra 2 đứa con rời đánh, đặc biệt là chúng cực kỳ khỏe mạnh và hung hãn.